Dạ vâng, xin chào anh em, xin chào các bác đam mê sắm bẫy trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay trong cái video clip ngắn này, sau em cũng xin phép giới thiệu đến anh em dòng loa AT100, một trong những dòng loa điều khiển từ xa cao cấp nhất nhì hiện nay đã về với số lượng rất là lớn để phục vụ đến các bác. Và trong cái video clip ngắn này, em cũng xin phép là giới thiệu đến anh em cũng như là chi tiết về cái dòng loa này để các bác và anh em, những anh em chưa xài dòng loa này, anh em có thể là tham khảo. Còn với các bác anh em nào có nhu cầu, các bác anh em liên hệ trực tiếp bên shop, bên cơ sở sẽ gửi tận tay cho anh em. Và cam đoan với các bác và anh em là hàng 100% là hàng mới anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ tiến hành em mở ra cho anh em. Hiện tại thì đây là một con loa mà bên cơ sở shop cũng đã dán tem bảo hành rồi anh em nhé. Với những anh em nào mà mua loa bên shop này thì tất cả những cái dòng loa của bên shop đều được dán tem bảo hành anh em nhé. Dán tem bảo hành ở phần chính giữa này, ở phần dưới này nó sẽ có một cái tem pass QR anh em nhé. Đây là tem của nhà sản xuất này, còn đây là tem của bên shop để đảm bảo cho các bác và anh em về quá trình bảo hành. Ở trên phần tem của bên shop thì đều có số điện thoại, các bác và anh em có thể dễ dàng liên lạc được nếu trường hợp loa của anh em trục trặc hay là có lỗi lầm gì. Anh em mua loa anh em cũng sẽ rất yên tâm các bác nhé. Và đây phụ kiện của nó sẽ rất đầy đủ cho các bác này. Và phụ kiện của nó thì sẽ rất là đầy đủ cho anh em. Đầu tiên là cáp sạc điều khiển này, sạc loa anh em nhé, sạc loa này, điều khiển đây anh em nhé. Điều khiển thì bên cơ sở em cũng sẽ có tem bảo hành cho anh em. Và pin điều khiển, túi đựng loa đây anh em nhé, túi đựng loa đây, rất là đầy đủ cho các bác. Thì về cái dòng loa AT100 này, nó có mặt ở trên thị trường loa Việt Nam cách đây khoảng 4 đến 5 năm rồi các bác nhé. Và hiện tại nó vẫn đang xếp thứ hai. Các bác và anh em thấy được là trong khoảng tầm thời gian 5 năm rồi mà dòng AT100 này nó vẫn đứng vững như vậy. Cho đến khi AT108 và AT109 xuất hiện thì dòng AT100 này nó mới là đứng sau thôi anh em nhé, nó xếp sau. Còn với cái dòng AT100 này thì đảm bảo với anh em vẫn rất là ngon anh em nhé. Dòng AT100 này nó sẽ thiết kế cho các bác đấy là hoàn toàn là bằng hợp kim hết anh em nhé. Hợp kim hết đây, từ phần lưới bảo vệ này cho đến phần vỏ loa anh em nhé. Phần bên trên này cũng bằng kim loại hết các bác nhé. Thiết kế cho các bác và anh em đầy đủ các nút bấm này, hệ thống báo LED này, nút chỉnh master, check pad anh em nhé. Đầy đủ cho các bác và anh em. Còn về thông số của nó đây thì ở phần dưới này thì thông số nó là 4.000mAh anh em nhé. Quả pin này của nó sẽ chia làm hai cục anh em nhé, là 4.000mAh này. Công suất của nó tối đa là 280W anh em nhé. Và kèm theo đó thì nó sẽ sử dụng nguồn sạc là DC 9V 1A anh em nhé. Thời gian sạc thì sẽ dao động là đầy là từ 6 đến 8 tiếng. Khi nào đầy thì LED này nó sẽ báo xanh dương cho các bác và anh em dễ dàng nhận biết. Và cái dòng AT100 này nó sẽ có cái hệ thống tự động ngắt các bác nhé. Những cái dòng loa điều khiển thì nó sẽ đều có cái hệ thống tự động ngắt pin. Nếu mà trường hợp các bác và anh em pin anh em sạc lâu, anh em cắm qua đêm thì cũng không có lo bị cháy pin anh em nhé. Đây là nó sẽ tự ngắt thôi. Còn về cái điều khiển của dòng AT100 thì với cái dòng điều khiển AT100 thì các bác và anh em thấy được đúng không ạ? Tất cả thì nó đều thiết kế là bằng tiếng Anh hết các bác nhé. Ở đây là nó sẽ có một cái phần lớp băng dính đây, lớp túi ni lông này anh em có thể bóc nó ra anh em nhé. Các bác và anh em có thể bóc nó ra đây, chứ không phải là hàng này là nó có vấn đề gì. Cái phần lớp ni lông này có thể người ta dán cái phần khí người ta chưa qua, đây anh em thấy được đúng không ạ? Bóc phát là nó ra, rất là mới nhá anh em nhé. Thì thiết kế của nó đây anh em có thể thấy được này, thiết kế hoàn toàn là tiếng Anh, rất là dễ sử dụng cho các bác và anh em. Và kèm theo đó thì nó sẽ sử dụng là pin 5C các bác nhé. Pin 5C thì các bác và anh em có thể là sạc đi sạc lại rất là nhiều lần, không có lo bị không có lo phải thay pin liên tục anh em nhé. Với những cái dòng loa giá rẻ thì anh em phải thay pin, còn với dòng loa cao cấp này thì anh em hầu như là không cần phải thay pin. Anh em mua một quả pin anh em có thể là xài liên tục, hay xài cả 5 giờ anh em mới phải thay một quả pin anh em nhé. Còn sạc điều khiển đây anh em nhé, sạc điều khiển đây. Cáp sạc này thì anh em có thể kết nối sạc điều khiển thì với cái củ sạc điện thoại là anh em cắm vào anh em sạc được luôn. Còn về cái dòng AT này thì bây giờ test cho các bác và anh em về cái âm thanh anh em nhé. Sóng của cái dòng loa AT này thì rất là xa cho các bác, nó sẽ dao động khoảng 300m đổ lên anh em nhé. Với những anh em mà đánh ở cái địa hình bằng phẳng thì thậm chí có thể là đến 500-700m là loa AT100 nó vẫn bắt rất là ok cho anh em. Đó. Đấy, anh em thấy chưa? Tăng check này, đó, giảm check này, tăng 3T này. Tiếng kêu rất là ngon cho anh em, đó. Tiếng cực kỳ là ngon cho các bác. Đấy. Hiện tại thì em mới nhích được khoảng tầm 40% thôi mà loa kêu rất là rõ ở trong cái phòng như này. Đấy. Còn nếu mà các bác và anh em ra ngoài đồng
anh em đi xa, anh em đánh ở ngoài giờ, anh em tăng lên độ tầm 80 đến 100% thì tiếng kêu cực kỳ là to, rõ nét anh em nhé. Dòng AT100 bên đằng sau đây của nó này anh em nhé. Đấy, nó sẽ có một cái màn hình LCD cho các bác và anh em này. Đấy, hiện tại thì pin nó đang báo 3 bóng như này là nó đang đầy anh em nhé. Đấy, và nó sẽ luôn luôn ở chế độ bullshit như này. Đấy, các bác và anh em thấy được đúng không ạ? Đấy, và cái dòng AT100 này thì hiện tại nó đang rất là ngon. Đấy, còn về dịch vụ của bên em thì bên cơ sở em luôn luôn phục vụ đến anh em với cái dịch vụ tốt nhất. Đấy, thứ nhất là anh em mua loa của bên em này, bên cơ sở em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 1 tháng đầu tiên anh em nhé. Lỗi một đổi mới, và kèm theo đó thì bên cơ sở em sẽ hỗ trợ cho anh em sửa chữa sau này. Nếu trường hợp loa của anh em có vấn đề, có trục trặc, có hỏng hóc gì là bên cơ sở em sẽ hỗ trợ sửa chữa. Anh em lưu ý là bên cơ sở em sẽ không sửa chữa với những cái con loa mà anh em mua shop khác anh em nhé. Và kèm theo đó thì bên cơ sở em còn hỗ trợ cho anh em là nâng cấp với những anh em nào mà thích âm thanh to hơn, âm thanh lớn hơn này, hoặc là anh em cần pin dung lượng cao hơn, anh em đi theo cái thời gian ví dụ 2 đến 3 ngày thậm chí cả tuần thì bên cơ sở sẽ cung cấp cho anh em pin dung lượng cao. Đấy, và kèm theo đó thì là hỗ trợ nâng cấp cho anh em nếu anh em có nhu cầu. Đấy, cái vấn đề này thì các bác và anh em phải inbox trực tiếp hoặc là anh em nhắn tin qua Zalo anh em nhé. Đấy, các bác và anh em cứ nhắn tin qua Zalo hai cái số điện thoại em để phần trên màn hình này. Là bên cơ sở em sẽ tư vấn cho các bác và anh em kỹ càng để các bác và anh em lựa chọn những cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất các bác nhé. Đấy, thì một cái video clip ngắn em làm đến đây để giới thiệu đến các bác và anh em về cái dòng loa AT100, một trong những cái mẫu loa cao cấp về số lượng cực lớn các bác nhé. Thì rất là mong các bác và anh em nào có nhu cầu, anh em liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại ở phần trên màn hình này. Và các bác anh em nào chưa có nhu cầu hoặc anh em đang tìm hiểu, các bác và anh em cũng đăng ký kênh, anh em chia sẻ video này để các bác và anh em có thể là theo dõi được những video sau em làm, sẽ thông báo cho các bác và anh em. Cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.